Ở đây tôi có đưa ra cho các bạn hai cái loại axit béo có độ dài khác nhau. Đây là axit béo có tên là axit palmitic, dạng hoạt động của nó là palmitin coenzyme, và liên kết đôi này nó có một liên kết đôi vị trí số 9 có 16 carbon. Đây là axit béo có tên là oleic, dạng hoạt động của nó là olein coenzyme, và nó là 18 carbon, bên này là 16, bên này là 18, và liên kết đôi nó vị trí là số 9, bên này cũng là số 9, tức là cái độ dài nó khác nhau thôi, còn lại vị trí liên kết đôi là giống nha. Rồi quá trình oxy hóa nó giống hệt nhau, không khác gì cả. Rồi thì bên này nó rõ hơn, tôi sẽ nói về bên này trước. Bây giờ mình để ý nè, mình để ý nè, liên kết đôi nằm ở vị trí số 9, vậy thì từ số 1 đến vị trí số 9 này nè, từ đây từ 1 đến 9 không có liên kết đôi, từ 9 đến 18 này không có liên kết đôi, thì tương tự bên này cũng vậy, đúng không? Vậy thì bây giờ từ đoạn 9 đến 1 đến 9 này là đoạn no, đúng không? Là đoạn no. Rồi từ 9 đến 18 cũng là no luôn. Nên vì thế những cái đoạn no này thì cái quá trình oxy hóa của nó có giống với những cái gì chúng ta học ở trước không? Giống, đúng không? Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy nó cũng dùng có bốn phản ứng cắt bỏ đi đó. Thì mình nhìn vào đây, người ta vẽ cho nó ba cái vạch màu vàng màu xanh này, tức là ba chu trình ấy. Chu trình thứ nhất cắt ngay chỗ này, chu trình thứ hai cắt chỗ này, chu trình thứ ba cắt chỗ này. Vậy thì khi nó cắt ba lần như vậy thì trong cái đoạn no này thì nó sẽ tạo thành ba phân tử acetylkim mà. Vậy thì tức là nó cắt đi một đoạn 6 carbon, vậy thì ở đây 6 mà trừ 2 đi, 18 trừ 6 đi còn 12, đúng không? Đó, 12 này. Vậy thì carbon số 1, bây giờ cái axit béo có 12 carbon này là gì? Carbon số 1, carbon số 2, carbon số 3, carbon số 4, vậy giờ liên kết đôi này ở vị trí carbon 34. Đó, tức là carbon gì? Đây là alpha, đây beta, gamma. Đây là cái liên kết đôi nằm ở giữa vị trí carbon beta và gamma. Đó. Rồi. Nhưng mà ở đây nó cần là cần gì? Cần phải là liên kết đôi ở vị trí 23, tức là alpha và beta. Nên vì thế để nó chuyển cái liên kết đôi ở vị trí 34 này về 23 thì nó phải đồng phân hóa, tức là nó sẽ... Nhưng mà đây là cái đồng phân này là đồng phân dạng cis, nên vì thế để chuyển về trăng thì nó phải đồng phân hóa. Vậy thì khi nó chuyển về trăng đồng phân hóa thì nó lại tạo ra một cái liên kết đôi ở vị trí là 23 là alpha beta đó. Thì khi mà nó ra 23 thì nó đồng hợp nước, đúng không? Rồi hợp nước rồi cắt. Vậy thì từ đoạn này trở về đây là dạng no hết, nên vì thế sao? Nên vì thế nó sẽ cắt bình thường. Đó, giống như chúng ta đã học nãy. Đó. Vậy thì đối với một liên kết đôi thì nó chỉ có thêm một cái đồng phân hóa, phản ứng đồng phân hóa nữa thôi. Đó. Rồi. Bây giờ ở đây tôi sẽ dùng cái hình này để dễ giải thích hơn. Đây là loại axit béo có hai liên kết đôi. Đây là axit béo có tên là linoleic, và cái dạng hoạt hóa của nó, dạng hoạt động nó là linolein coenzyme. Thì nó có hai liên kết đôi, là liên kết đôi ở vị trí số 9 là màu xanh, liên kết đôi ở vị trí số 12 là màu đỏ, màu hồng á. Thì từ vị trí số 1 này đến vị trí số 9 này là không có liên kết đôi. Từ vị trí số 12 trở đi đến 18 này là không có liên kết đôi, đúng không? Bây giờ mình để ý này, nó cũng giống như cái nãy thôi. Từ số 1 đến số 9 này nó xảy ra ba phản ứng cắt, người ta đánh ba mũi tên này là ba chu trình á, là tạo ra ba phân tử acetylkim, đúng không? Thì bây giờ ở chỗ này chúng ta sẽ thấy này, carbon số 1, số 2, số 3, số 4 liên kết đôi vị trí 34 thì nó cũng xảy ra đồng phân hóa, giống như nãy nó cũng tạo ra cái liên kết đôi vị trí này. Rồi. Sau đó thì nó sẽ thực hiện quá trình hợp nước rồi cắt, đúng không? Vậy thì bây giờ khi nó cắt thì bây giờ chỉ còn là liên kết đôi ở vị trí 12 thôi. Đó, vậy thì vị trí 12 giờ là 45. Và đây là carbon số 1, số 2, số 3, tức là carbon alpha và beta. Thì bây giờ cái liên kết đôi 45 này nó còn xa lắm, nó chưa liên quan gì đến cái bước tiếp theo của nó. Nên vì thế cái bước tiếp theo của cái chu trình mới đó là gì? Nó thực hiện quá trình oxy hóa lần một. Thì khi nó oxy hóa lần một là ngay chỗ này, vị trí carbon này. Đó, nó tạo ra liên kết đôi. Vậy thì bây giờ trên cái mặt carbon này nó có hai liên kết đôi. Vậy thì nó phải giảm đi một liên kết đôi, đó là thực hiện quá trình khử. Thì khi nó khử thì nó sẽ hai liên kết đôi này sẽ trở thành là một liên kết đôi vị trí 34. Bây giờ cần 23. Vậy thì nó sẽ thực hiện quá trình đồng phân hóa thì về 23. Đó, và thực hiện cắt nhập hộp nước và cắt. Vậy thì từ đoạn này nó cắt, sau khi cắt thì từ đoạn này còn đoạn còn lại á là nó hết, nên vì thế nó sẽ cắt bình thường, được chưa? Vậy thì tóm lại,
là đối với những axit béo không no là cần phải có phản ứng đó là isomera với lại là reducta, nhưng đối với một axit béo mà có một liên kết đôi thì nó chỉ có một phản ứng isomera thôi. Nhưng đối với axit béo có hai liên kết đôi trở lên thì nó cần có hai phản ứng isomera hóa và một phản ứng reducta đó, để cắt nha. Đó, thì cái này nó hơi rắc rối, chúng ta về chúng ta xin lại thêm ha. Rồi.